Hoa Nghiêm án chỉ vọng tự Hoàng Nguyên quán thời gian ngày 15 tháng 11 năm 2008 người giảng lão pháp sư Tịnh không địa đi điểm đài truyền hình vệ tinh hoa tạng nếu như chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước a lại gia chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể việc này phải làm cho rõ ràng đó là Bản thể thực tướng các Pháp Là bản thể của vũ trụ nhân sanh Không nơi nào không có Không lúc nào không tồn tại Đại sư Huệ Năng nói rất hay vốn không sanh diệt Nó không có sanh diệt Hiện tại chúng ta xem thấy Tất cả Pháp có sanh có diệt Chúng ta xem thấy động vật Đều có sanh lão bệnh tử Xem thực vật có sanh trụ dị diệt Xem sơn hà đại địa Xem tinh cầu có thành trụ hoại không Bao gồm hiện tượng tự nhiên Đều là pháp sanh diệt Phàm hay là pháp sanh diệt Thì đều là giả Thì những những thứ này Nó không chướng ngại tự tánh Tự tánh là thật Không chướng ngại Tự tánh mãi mãi thanh tịnh một chút ô nhiễm cũng không có nó không phải hư không hư không còn bị ô nhiễm nó không phải hư không hư không là nó hiện ra hiện tượng tự nhiên việc này phải hiểu rõ ràng cho nên hư không có ô nhiễm tự tánh không có ô nhiễm Thế là chúng ta liền biết được Trong Phật Pháp gọi là thời gian Không gian Ở trong Bách Pháp Hai Pháp này Thu vào ở trong Bất tương ưng hành Pháp Bách Pháp là quy nạp tất cả Pháp Quy nạp thành một trăm Pháp một trăm pháp này Có 94 điều là pháp hữu di Chính là có sanh có diệt Sáu điều là pháp vô di Chính là không xem thấy được tướng sanh diệt Trong pháp vô di có tương tự vô di Có chân thật vô di Chân thật vô di chỉ có một Chính là tự tánh Cho nên thời gian là thời phân, phương phân Phương phân là không gian Thời phân là thời gian Đều là Bất tương ưng hành pháp Bất tương ưng hành pháp Dùng lời hiện tại chúng ta mà nói Chính là khái niệm trừu tượng Nó không phải sự thật Bạn không thể nói nó không có Bạn cũng không thể nói nó có Nó đích thực là có việc như vậy Nếu bạn tỉ mỉ mà truy cứu Thì nó đích thực là không tồn tại Căn bản là không tồn tại Là một nhận biết sai lầm Tự tánh, thanh tịnh, viên minh thể Học Phật không gì khác hơn Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Từ trong pháp môn đó Hy vọng bạn chứng được tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chứng được chỗ này thì liền thành Phật. Đi là quay về tự tánh. Làm thế nào mới có thể chứng được? Chư Phật, Như Lai, pháp thân Bồ Tát đều là người quay về được tự tánh thanh tịnh viên minh thể những người này khác miệng đồng lời nói với chúng ta chỉ cần chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể liền hiện tiền bạn liền chứng được bạn liền hợp thành một với nó vọng tưởng là khởi tâm động niệm cực kỳ di tế Bồ Tát Di Lặc đã nói một ngàn hai trăm tám mươi triệu phần của dây sống động cực kỳ di tế trong Phật pháp gọi là căn bản vô minh gọi đó là vọng tưởng dùng cái danh từ vọng tưởng này hay vọng đó không phải là thật cho nên chúng ta nghe được câu đói này trên kinh phật nói khi mới đầu học phật có nghi vấn tự tánh thanh tịnh viên binh thể vì sao có thể cởi vọng tưởng khởi vọng tưởng lúc nào từ chỗ nào khởi vọng tưởng chúng ta sẽ nêu ra rất nhiều vấn đề những vấn đề này có ý nghĩa hay không chính mình đều cho rằng đây là việc phải nên nêu ra làm gì biết được trong phật pháp nói bạn từ một vọng tưởng dẫn ra nhiều vọng tưởng đến như vậy Sai rồi Làm thế nào để đối phó với vọng tưởng Đừng để ý đến nó thì hết việc Bạn càng để ý đến nó Thì nó càng nhiều Càng bận tâm càng phiền não Chúng ta cũng đã làm rất nhiều năm rồi Mới hiểu rõ được đạo lý này Thì ra Phật nói Giọng không để ý nó thì xong chuyện Phạm sở hữu tướng Đều là hư vọng bạn đang sống trong một đại thiên thế giới hư vọng này Chỉ cần bạn không để ý nó Sáu căn tiếp xúc Chỉ cần không khởi tâm không đồng niệm Thì không có việc gì cả Những vọng tưởng này Không chứng ngài tự tánh Tự tánh cũng không chứng ngài vọng tưởng Chân vọng là một không phải hai Không chứng ngài nhau Cái điểm này rất quan trọng Xem thấy Phật nói dòng tưởng Bạn lại đi nghiên cứu Cái dòng tưởng này vì sao mà có Nếu dòng có chỗ đến Thì không gọi nó là vọng Nếu dòng sai ra lúc nào đó Thì nó không phải là vọng Cho nên dòng niệm này phát sinh ngay lúc đó Không có quá khứ, không có gì lai Không có cõi này, không có phương khác Không có quan hệ với thời không Cho nên vừa mở đầu liền điểm đến câu này Cũng giống như trong Tam Tự Kinh Bạn thấy vừa mở đầu Tam Tự Kinh Liền đem bạn thể nói ra Nhân chi sơ tánh bổn thiện Tự tánh vốn thiện cái thiện đó không phải là thiện của thiện ác dùng thiện của thiện ác để giải thích thì bạn sai rồi cái thiện đó cái ý là gì vậy chính là thanh tịnh viên minh thể cho nên thời xưa trung quốc chúng ta những cổ thánh tiên hiền này bạn nói xem họ có phải là phật bồ tát tái sanh hay không năm xưa tôi ở đài trung học kinh giáo với lão sư lý tôi đã đem câu nói này thịnh giáo với lão sư tôi nói chúng ta xem những lời mà cổ thánh tiên hiền trung quốc đã nói không hề khác với phật bồ tát có phải phật bồ tát ứng hóa ở trung quốc hay không như trong phẩm phổ môn đã nói đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó lão sư nói với tôi trên lý thì nói được thông trên sự thì không có chứng cứ Bởi vì cổ thánh tiên hiền Không có bộc lộ bí mật Ta Bồ Tát gì đó tái lai Không hề nói lời nói này Cho nên trên sự không có chứng cứ Trên lý tuyệt đối nói được thông Cho nên Tôi rất tự tin những cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đều là người minh tâm kiến tánh. Chúng ta xem, dùng góc độ phạm phu để nhìn, bằng quan sát lý niệm của họ, tư duy của họ, những phương pháp mà họ đưa ra, cùng với Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh sáu cõi không hề khác nhau. Phía sau cái thứ hai Khởi nhị dụng đi chính là năng sanh dạng pháp Vũ trụ từ do đâu mà ra Ta từ do đâu mà ra Hai dụng này Chính là chánh báo cùng y báo Trong Phật Pháp nói hai loại báo Khởi hai dụng này Một là Hải ấn sum la thường trụ dụng Câu này là nói Hiện y báo Chính là vũ trụ Vũ trụ xuất hiện Vì sao xuất hiện vậy? Khởi lên vô minh không khởi vô minh Cái vũ trụ này Không thể nói nó không có Vũ trụ này chúng ta sum la dạng tượng Không thể nói nó không có Thế nhưng nó không hiện Chính là Đại sư Huệ Năng nói câu thứ ba vốn tự đầy đủ Tuy là vốn tự đầy đủ Nó không hiện Đi đủ cái gì? Đi đủ xung la dạng tượng mà nó không hiện Đến cái gì? Đến sống động di tế Khi hiện tiền thì nó liền hiện Sống động này rất di tế Khi động Thì liền hiện cảnh giới Vừa động Chính là trong Pháp tướng Duy Thức đã nói Một niệm bất giác mà có vô minh Động là bất giác Giác thì tâm không động Việc này phải biết Giác cùng mê khác biệt Thì bạn có thể Sức dễ dàng Phân biệt ra Giác là gì Giác là không động Không động mới giác Động thì mê rồi Cho nên vừa động Thì liền mê Hiện tượng là cái gì chính là thế giới vật chất gọi là sum la dạng tượng hải ấn là tỷ dụ hải là đại hải phật thường dùng đại hải thí dụ cho tự tánh khi tự tánh thanh tịnh nước trong đại hải không khởi sóng động không ô nhiễm như một tấm kính vậy, cảnh giới bên ngoài thấy đều chiếu vào trong đó, đi gọi là hải ấn, sum la thường trụ dụng, thường trụ, bạn xem thấy đó dường như là vĩnh hằng, hơn nữa trong đó thiên biến dạng quá. vì sao nó có biến hóa đến như vậy trong đại thừa giáo thường nói duy tâm sở hiện duy thức sở biến nó không nói duy tánh sở biến vì sao vậy tánh không động tâm động tâm là bóng của tánh tánh không có động tâm động rồi Tâm động thì nó liền hiện ra hiện tượng Cái tâm này vừa động Thì gọi là a lại gia thức Chúng ta cũng thường nói Tự tánh biến thành a lại gia thức Tự tánh không làm chủ Tác dụng của tự tánh không hiện Hiện ra cái hiện tượng này là a lại gia thức a lại gia là động Cho nên khi vừa động Nó liền biến hiện ra có thể thấy tướng trong duy thức gọi là kiến phần cũng gọi là chuyển tướng có kiến phần sau khi kiến phần xuất hiện lập tức tướng cảnh giới sở kiến liền xuất hiện cho nên có thể thấy tướng là hiện tượng của tinh thần cái động đầu tiên nhất gọi là nghiệp tướng nghiệp chính là động ý nghĩa của động năng kiến tướng sau khi có rồi hiện tượng vật chất sở kiến liền xuất hiện chính là cả thầy vũ trụ này xuất hiện bạn có thể thấy thời gian này bao lâu chính là bồ tát di lạc đã nói cả thầy vũ trụ cùng cởi nguồn cái sinh mạng này của chúng ta là trong khoảng sát đa Không thể nói một sát đa Một sát đa thời gian quá dài Vẫn là Bồ Tát Di Lạc nói một niệm Chúng ta bình thường đã nói là Một ngàn hai trăm tám mươi triệu phần trăm của giây Thì chủ này xuất hiện Cho nên gọi nó là đốn hiện Hiện rồi thì thế nào vậy? Hiện rồi thì không còn nữa Ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đem chân tướng nói với chúng ta Ngay đó sanh ra Tùy chỗ diệt tận Sanh diệt gần như đồng thời Chỉ ngay trong thời gian ngắn đến như vậy Chúng ta không cách gì tưởng tượng Bạn thấy Nói tam tí tướng này Nói còn có ba quá trình Trước tiên là nghiệp tướng lại biến thành chuyện tướng Lại biến thành tướng cảnh giới Vì mà Một ngàn hai trăm tám mươi triệu phần trăm của dây Còn phải nhân ba Nó có ba giai đoạn Cho nên Niệm niệm Không liên quan niệm trước không phải là niệm sau niệm sau không phải là niệm trước chúng ta nói đến chỗ này rất khó lý giải cho nên tôi thường dùng đèn chiếu của phim ảnh để làm thí dụ các vị dễ dàng hiểu chúng ta xem phim ảnh xem thấy hình ảnh ở trên màn bạc dường như đều là thật Kỳ thực bạn đi xem qua phim gốc trong mấy chiếu Từng tấm, từng tấm của phim gốc Không có tấm nào là hoàn toàn giống nhau Tấm trước không phải là tấm sau Tấm sau không phải là tấm trước Cái đạo lý này chúng ta hiểu Tốc độ của đó một giây đồng hồ mới 24 tấm Cũng chính là 24 tấm trong một giây Hiện tại nếu chúng ta làm cho tốc độ nó nhanh hơn Nhanh đến 1280 triệu phần trăm của giây Thêm tốc độ nhanh đến như vậy Đó chính là hiện tượng vũ trụ xung lai dạng tượng Hiện tại chúng ta bà có thể biết được đó là giả hay sao phàm phu chúng ta tâm khí bao trao làm gì biết được cái thứ này là giả đều cho rằng là thật phật nói với chúng ta không phải là thật chúng ta biết được hiện tướng phim ảnh trên bàn bạc là tướng tiếp nối nhau cũng là tương tự tướng tiếp đối tướng nó không phải là thật chỉ là tướng tiếp đối nhau Vậy ngày nay chúng ta Thấy cái đại vũ trụ này Cùng một đạo lý như vậy Cũng là tương tự tướng tiếp nối tướng Ai có thể xem thấy Phim gốc của điện ảnh chúng ta Rất dễ dàng xem thấy Chúng ta ở trên màn bạc Quay đầu nhìn lại mấy chiếu thì liền biết Trong kinh điển Đại Thừa Phật nói với chúng ta Bồ Tát Bát Địa Các ngài có thể thấy được Bát địa gọi là bất động địa Trước thức địa vẫn không thể thấy Bát địa Bạn nói xem Cái tâm đó rất thanh tịnh Trong tâm cực kỳ thanh tịnh Sống độc nhỏ nhất Họ cũng có thể cảm nhận được Cho nên cái chân tướng sự thật này Bác địa trở lên có thể nhìn thấy Bác địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác Người trong năm vị thứ này họ đều thấy được việc này không phải giả cho nên trong nhà phật có khoa học khoa học là nói chứng cứ bạn có thể đạt đến sức định bất động địa của bồ tát bát địa thì bạn liền thấy được phật nói cho bạn nghe bạn hoàn toàn chứng minh Bồ Tát cửu địa cũng chứng thật rồi Bồ Tát thập địa cũng chứng minh cho bạn Làm gì là giả chứ Trước thất địa Sức định không đủ Những di động di tế như vậy Họ không cảm giác được Vũ trụ hiện tiền rồi Gọi hại ấn sung la thường trụ dụng trên thực tế nó tuyệt nhiên không phải thường trụ Đó là sát na sanh diệt Mỗi niệm sanh diệt tiếp nối Phạm phu chúng ta không biết Cho rằng nó thường trụ Sanh diệt của thân thể chúng ta Chúng ta dễ dàng phát hiện Sanh diệt của vũ trụ chúng ta không phát hiện ra Tác dụng thứ hai là hiện danh báo Hay là pháp giới viên minh tự tại dụng chính báo là gì chính báo là chính mình ta từ đâu mà đến ta vì sao mà đến không hề nghĩ đến đó là pháp giới viên minh tự tại dụng Tuy nhiên hiện tại chúng ta tuyệt nhiên không tự tại trên thực tế chúng ta là tự tại chính mình không biết tự tại Mê rồi Đem tự tại biến thành không tự tại Người giác ngộ Cũng chính là họ tuy là khởi tâm động niệm Thật báo trang nghiêm độ Tự tại của họ Tự tại ở đâu vậy Như Bồ Tát Quan Thế Âm Trong phổ môn phẩm Làm ra cho chúng ta thấy bồ tát như như bất động bồ tát đẳng giác khắp pháp giới hư không giới nơi nào chúng sanh hữu tình có cảm cái cảm này chính là cầu phật bồ tát phật bồ tát lập tức liền ứng Cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn Đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện ra thân đó để độ Đáng dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ thì liền dùng phương pháp đó Cho nên pháp không có định pháp Thân không có thân tướng nhất định Không có tướng trạng nhất định Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng bồ tát hiện thân hiện ra cái thân gì là ý niệm của chúng sanh bồ tát không có ý niệm phật đương nhiên càng không có ý niệm chúng sanh nghĩ bồ tát có thân tướng gì thì bồ tát liền hiện ra thân tướng đó cảm ứng tương thông không thể nghĩ bàn mười pháp giới không nơi nào không hiện thân không lúc nào không hiện thân đó là viên minh tự tại tự tại là gì vậy ngài tuy là hiện thân giúp đỡ chúng sanh giải quyết khó khăn giúp đỡ họ liệt khổ được vui giúp đỡ họ phá mê khai ngộ bồ tát có khởi tâm động niệm hay không có phân biệt chấp trước hay không không có nếu như bồ tát khởi tâm động niệm thì họ không tự tại Nếu như Bồ Tát còn có phân biệt Chấp trước Thì họ đọa lạc rồi Họ không khác gì chứ phàm phu Đi là diệu dụng Tùy duyên diệu dụng Không như chúng ta Chúng ta giúp đỡ người thật là Chúng ta sẽ khởi tâm động niệm Sẽ phân biệt chấp trước Chúng ta liền biết Thích Ca Mâu Ni Phật không phải một đời này thành Phật Trên Kinh Phạm Võng kể nói với chúng ta Ngày lần này chính là ba ngàn năm trước Sinh ra ở Ấn Độ Việc này là lần Thứ tám ngàn Ở trên cái địa cầu này Ngày đến biểu diễn Là lần thứ tám ngàn Chính là Pháp giới Duyên minh tự tại dụng Ở thế giới mười phương Vậy thì không biết đến bao nhiêu lần Nói tám ngàn lần Là tùy thuận phân biệt chấp trước phạm phu chúng ta mà nói Nếu là tùy theo chính ngài Tùy theo chính ngài căn bản là không có khởi tâm động niệm Thật dịu Cho nên bạn thấy đoạn thứ hai là... Liền đem thật tướng các Pháp Nói rõ ràng với chúng ta là... Trong hai loại tác dụng này Đều có ba loại hiện tượng Không thể nghĩ bàn Đây chính là phía sau nói tam biến đại sư ở ngay chủ này nêu ra nhất trần trần là nhỏ nhất trong vật chất không gì có thể nhỏ hơn với nó như hiện tại hạt cơ bản mà trong lượng tử lực học đã nói nó không thể phân ra được đến nó thì ngưng lại nhỏ nhất trong vật chất gọi y báo trong chánh báo nhỏ nhất phật thường dùng đầu đoạn lông lông tơ chúng ta đầu nhọn của lông tơ cái đầu nhọn đó lông tơ là thân trên thân thể chúng ta là thuộc về chánh báo chánh báo nhỏ nhất là nêu ra đoạn lông này y báo nhỏ nhất chỉ nêu ra một trận, cho nên cái trận này chúng ta đọc được ở trong Phật kinh. Phật kinh mở đầu là dùng bụi trên lông trâu làm thí dụ. Lông của trâu rất thô. Đoạn nhọn trên lông trâu có một hạt bụi, có một di trận dính ở trên đó mà không hề bị rơi xuống vì thì rất nhỏ thế nhưng nó còn có thể phân ra đem nó phân thành một phần bảy gọi là bụi trên lông dê lông dê mịn hơn lông trâu một phần bảy của bụi lông trâu để ở trên lông dê không bị rơi xuống bụi lông dê lại phân làm một phần bảy gọi là bụi lông thỏ lông thỏ thì càng mịn một phần bảy của bụi lông thỏ gọi là bụi nước hiện tại người nghiên cứu vật lý họ hiểu độ kính của nước rất dày hạt bụi này có thể ở trong khoảng không của nước nó đi lại không chướng ngại một phần bảy của bụi nước gọi là bụi kim mật độ kính của kim loại rất dày Tuy là mật độ rất dày Nó vẫn có khoảng không Việc này khoa học hiện tại đều biết Hạt di trần này Đại khái giống như nguyên tử điện tử vậy Nó đi lại ở trong khoảng không đó Không bị chướng ngại Coi bụi kim Kim loại Bụi kim lại phân ra một phần bảy Gọi là di trần Phật Pháp nói di trần là nói cái này Di trần này ai có thể thấy được Thiên nhãn của A-la-hán Không cần dùng kính hiện di Không dùng máy móc A-la-hán chứng được cựu thứ đệ định Mắt của họ có thể thấy được di trần Thế nhưng di trần này còn có thể phân Để phân thành bảy phần gọi là sắc tụ cực di sắc tụ cực di còn có thể phân thành bảy phần một phần bảy đó gọi là cực di chi di vậy thì không thể phân nữa cực di chi di cũng gọi là lân hư trần làm hàng xóm với hư không đây là trong kinh phật nói đến nhỏ nhất có phải hạt cơ bản mà khoa học hiện tại đã nói hay không thì chúng ta cũng không thể biết được Tóm lại không thể phân Phân đến không thể phân Đó chính là cực di chi di Mà Phật Pháp gọi Nhất trần ở chỗ này nói Chính là cực di chi di Hạt di trần nhỏ đến như vậy Phổ châu Pháp giới biến Việc này không thể nghĩ bài hạt di trần này là biến pháp giới hư không giới nói cái gì chúng ta nói tin tức trong hư không pháp giới đều ở trong một hạt di trần hạt di trần này không có phóng to cái thế giới này tuyệt nhiên không có thu nhỏ thế nhưng thế giới nhỏ trong đó cùng thế giới lớn bên ngoài không hề khác biệt cái hiện tượng này rất giống với cần đại chúng ta như như con chip dùng trong vi tính vậy bạn thấy con chip này chỉ lớn bằng ngón tay út có thể còn nhỏ hơn ngón tay út một chút ở trong đó cất chứa rất nhiều dữ liệu Tôi xem thấy một bộ Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tạng Người ta tặng cho tôi cái đĩa Hai đĩa Trong đó có thể chứa được một bộ Đại Tạng Kinh Không thể nghĩ bàn Kỳ thật trong Phật Pháp nói Bạn thấy cực di chi di, di Hạt di trần này Hàm chứa trong đó là Tin tức của cả vũ trụ Vậy thì khoa học chúng ta còn kém rất xa so với nó không kích gì so với nó trong một hạt di trần của người hàm chứa cả một vũ trụ quá khứ hiện tại dị lai đều ở trong đó con chip này của bạn còn to như vậy hàm chứa dữ liệu không nhiều rất hạn chế cho nên khoa học gia còn phải cố gắng nỗ lực thêm còn kém rất xa so với Kinh Phật đã nói Đi là một đặc tánh thứ nhất Một hạt di trần nhỏ như vậy mà châu biến Pháp giới Đặc tánh thứ hai Nhất trần xuất sanh vô tận biến Trong một hạt di trần này Nó có thể sanh ra vô tận, vô lượng, vô biên cảnh giới Chủ này chúng ta không cách gì tưởng tượng Làm sao giải thích Cho nên tôi xem thấy câu này Đi nghĩ đến khi chúng ta còn nhỏ chơi ống dạng qua Có người tặng tôi một cái để ở ngay đây Đi là ống dạng qua Chúng ta đem ống dạng qua này thí dụ cho một di trần Đây là một di trần chỉ cần bạn chuyển động Thì bên trong đây thiên biến dạng quá Không có số lượng Cũng không hề giống nhau Ở trong một đồ chơi nhỏ thế này Có thể có đạo lý Gần giống như Ở chỗ này nói Thật là Xuất sanh vô tận đây chính là chúng ta nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm chúng ta gọi mười pháp giới y chánh trang nghiêm là một đại thiên thế giới trên kinh hoa nghiêm trong hoa tạng thế giới phẩm thế giới thành tựu phẩm nói với chúng ta thế giới trong khoảng vũ trụ này không có bờ mé vô lượng vô biên chân thật là lớn mà không ngoài nhỏ mà không ở trong nó trong ngoài đều là như nhau trong ngoài không hai đi là diệu đó mới gọi là áo mật cái này không phải con người làm không phải phát minh nào pháp giới vốn dĩ chính là như vậy tự tánh nó chính là như vậy Xuất sanh vô tận Xuất sanh bằng cách nào vậy? Phía sau sẽ nói với chúng ta Từ tâm tưởng sanh Bạn nghĩ thế nào thì nó biến ra thế đó Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Cảnh tùy tâm chuyện Cảnh là thế giới bên ngoài Cả thể vũ trụ là tùy theo tâm niệm của mình mà chuyển Thế là chúng ta liền hiểu rõ Cho nên chúng ta giảng tịnh độ Tôi liền nói đến việc này Ami Đà Phật Thế giới Tây Phương cực lạc Cùng với địa cầu hiện tại này của chúng ta Có khác nhau hay không? Chúng ta từ xuất sanh vô tận liền biết không hề khác nhau Không hề khác nhau Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta khác biệt lớn đến như vậy Cái thế giới đó là thế giới thanh tịnh Là thế giới không có chút phiền não Chân thật là cực lạc Không có bất cứ thứ khổ nào Điều là từ trong tự tánh viên minh thể hiện ra Tâm hiện thức biến Chúng ta từ trong kinh điển biết được tin tức này Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta A Mi Đà Phật thế giới đó Đều là bậc thượng thiện đến ở một nơi Thì chúng ta liền hiểu rõ Cư dân ở nơi đó của họ lòng người thiện Thượng thượng phẩm mười thiện Cho nên hoàn cảnh y báo của họ Sơn hà đại địa biến ra vô cùng xinh đẹp Đạo lý chính là như vậy Còn cư dân của thế giới hiện tại để chúng ta Hoàn toàn trái ngược với thế giới cực lạc Trái ngược 180 độ Chúng ta là thượng thượng phẩm mười ác Cho nên hoàn cảnh bên ngoài biến ra đều không tốt Thiên tai, nhân họa Tai hại tự nhiên nhiều đến như vậy Từ do đâu mà đến Ý niệm của chúng ta cảm biến ra Đạo lý từ do đây mà ra Hiện tại chúng ta muốn cứu vãn thế giới này Làm sao mà cứu Chỉ cần chúng ta đoạn ác tu thiện Quay về tự tánh Cái địa cầu này của chúng ta Sẽ không khác gì với thế giới tây phương cực lạc Trên lý luận Phật Pháp nói được thông Sự việc thật cũng có thể làm được hiện tại chúng ta tuy là không thể hoàn toàn chuyển đổi chỉ cần bạn chuyển được một phần ít phần rất ít hiệu quả lập tức xuất hiện chúng ta chính mình đi thử nghiệm chúng ta không thể bảo mọi người đoạn ác tu thiện trước tiên bảo chính mình đoạn ác tu thiện Chính ta chân thật đoạn tất cả ác tu tất cả thiện Hoàn cảnh cư trú của chúng ta liền thay đổi Hoàn cảnh cư trú của chúng ta liền đặc biệt thanh tịnh Bạn nói không khí ô nhiễm Ô nhiễm cái gì? Chủ đề của ta liền khác nhau với chỗ người khác Kỳ cối hoa cỏ chủ đề của ta Liền đặc biệt xanh tươi hơn so với các nơi khác hoa thơm Chim hót Người thanh tịnh sống lâu Chúng tôi trồng rau Ở Úc Châu Bởi vì vườn rất lớn Cho nên làm một vườn rau lớn Rau của chúng tôi không có phân bón Không có thuốc trừ sâu Dùng cái gì để trồng trọt vậy dùng tâm yêu thương dùng câu phật hiệu dùng âm nhạc nhà phật phát ra để cho những loại rau này nghe sau lớn lên đặc biệt tốt chúng tôi cũng có rất nhiều cây ăn trái trái kết được thật nhiều tốt hơn rất nhiều so với thôn gần chúng tôi không thuốc trừ sâu không có phân bón chúng ta dùng tâm để chuyển biến cảnh giới bên ngoài Hoàn cảnh nhỏ Thật đã chuyển đổi được Động vật nhỏ trong hoàn cảnh nhỏ này Chúng tôi hòa thuận cùng tồn tại Đối đãi bình đẳng Cùng tồn tại phát triển Cái thực nghiệm này đều thành công Trong vườn rau chúng tôi trồng rau sẽ chừa lại một khoảng đất chuyên để cúng dường những trùng nhỏ đó những trùng nhỏ này nghe lời nó liền đến chỗ đó ăn luống rau cách chỗ đó cự ly cũng không cách xa quá một hai mét nó cũng không đến rất nghe lời sức có thể tuân thủ ước định cho nên chúng tôi cùng sống với những động vật này còn tốt hơn so với người nó tuân thủ quy củ Cây ăn quả của chúng tôi Cũng chỉ định ra mấy cây Cây nơi đó kết trái Chim có thể đến đó ăn Không có chỉ định Thì chim không thể ăn Cho nên cây trái chúng tôi Không cần bất cứ bảo hộ nào Không cần thiết Chim cũng không đến ăn Chúng ta có thể làm như vậy Đều là từ những đạo lý Mà trong Phật Kinh đã nói cảnh tùy tâm chuyển những động vật này là ở trong hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta gọi là hoàn cảnh nhân sự động vật hoa cỏ cây cối là hoàn cảnh thực vật sơn hà đại địa cũng là thuộc về hoàn cảnh của khoáng vật hiện tượng ngay chục hư không là hoàn cảnh tự nhiên thấy đều tùy theo ý niệm mà chuyển Nếu như Cư dân ở ngay nơi Đài Loan này chúng ta Hai ngàn dạng cư dân Đều có thể đoạn ác tu thiện phá mê khai ngộ Đài Loan bao gồm tất cả tai hại Tự nhiên sẽ không có Đúng. Nghiệp lực chuyển biến địa chấn đến đài loan sẽ không còn liền tiêu mất gió bão đến đài loan cũng không còn cũng liền biến thành gió nhẹ người ở khu vực này nếu như đều có thể tu thượng thượng phẩm mười thiện khu vực đài loan này khẳng định không khác gì với thế giới tây phương cực lạc Một trần Xuất sanh vô tận biến Có đạo lý Không phải là không có đạo lý Đi là tánh Tự tánh vốn dĩ như vậy Trên kinh Phật Pháp nhĩ như thị Thứ ba Nhất trần Hàm dung không hữu biên Không là hư không Hữu là sum la dạng tượng Là dạng hữu Trong một trần này thấy đều bao quát Trong một hạt bụi có thế giới Việc này khoa học chưa phát hiện Khoa học phát hiện ra hạt cơ bản Không biết được trong hạt cơ bản này có vũ trụ Một trận như vậy Mỗi trận đều như vậy Cái pháp giới này Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát Phổ Hiền thường Hay bước vào thế giới Trong hạt di trần Đi lễ bái mười phương chư Phật Đến giúp Phật độ hóa chúng sanh không gì chui bằng. Khi chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, bạn liền nhất định biết được tâm lượng của chúng ta. Cùng với tam biến này là đồng một cảnh giới. Vì sao ngày nay tâm lượng của chúng ta biến thành nhỏ hẹp đến như vậy? hai người cũng không thể dung nhau hàm dung không hữu hàm không chính là tâm bao thái hư mà trên đại thừa giáo thường nói tâm bao thái hư là hàm không dung hữu là lượng khắp pháp giới đó là tự tánh của chúng ta đó là chính chúng ta vốn có, chính là tâm lượng vốn có sẵn. Cái tâm lượng này đến lúc nào bạn mới hồi phục được? Bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền hồi phục. Đó là tâm lượng của Phật. Là tâm lượng của pháp thân Bồ Tát. Là tâm lượng chính chúng ta vốn có. Hiện tại biến thành nhỏ đến như vậy Không thể bao dung thứ gì Tuy gọi là tự tìm cái khổ Cho nên bạn hiểu được ba điều trước Trong sáu điều của Ngài Hoàn toàn là nói cho chúng ta nghe Thực tướng các Pháp Chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nó chính là như vậy Từ trên chân tướng này Bạn có thể thể hội là nhất thể cái vũ trụ là một thể Tất cả chúng sanh cùng ta là một thể Chúng sanh hữu tình cùng một thể với ta Chúng sanh vô tình vẫn là một thể với ta Từ trong một thể hiện lộ ra Gọi là thân ái Nhân nghĩa mà nhà nho đã nói đó là tánh đức là tự nhiên vốn sẵn đầy đủ không phải học được từ bên ngoài học không được chỉ cần bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ không thể hoàn toàn buông bỏ buông bỏ phần ít thì tánh đức lộ ra phần ít buông bỏ một phần thì lộ ra một phần buông bỏ hai phần thì lộ ra hai phần đi gọi là công phu tu hành mỗi ngày tụng kinh có nhiều hơn lạy phật có nhiều hơn cuối bao nhiêu lạy nếu như tâm lượng của bạn không chịu mở rộng thì vô dụng thì cũng bằng không cái đạo lý này không thể không hiểu chân thật tu hành không gì khác hơn. Đại sư Chân gia năm đầu dạy tôi. Học Phật, nhìn thấu, buông bỏ mà thôi. Thật muốn nhìn thấu, phải nương vào kinh Phật. Nếu như chúng ta không đọc kinh Phật thì làm gì biết được những chân tướng sự thật này? Sau khi đọc rồi phải biết đó là cảnh giới của Phật Bồ Tát Không phải cảnh giới của ta Vì sao vậy? Ta chưa chịu buông bỏ Cho nên lão sư nói với tôi Nhìn được thấu là trước Buông được xuống là sau Bạn nghe được Ở trên kinh Phật nói những chân tướng sự thật này Thông suốt rồi Liền phải nên buông bỏ Vì sao vậy? Buông bỏ bạn mới có thể chứng được Nếu như không buông bỏ Đó là cảnh giới của Phật Cảnh giới của Bồ Tát Đó không phải là cảnh giới của ta Ta tuy là biết Ta không có được thọ dụng Vừa buông bỏ Ta liền có được thọ dụng Trí tuệ liền sanh Chưa buông bỏ Đó là tri thức Sau khi buông bỏ Đó là trí tuệ Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời đã làm ra mô phạm cho chúng ta 19 tuổi ra đi cầu học 30 tuổi thành đạo Trước khi chưa thành đạo là tri thức Làm sao thành đạo Buông bỏ liền thành đạo Sau khi thành đạo là trí tuệ Cái trí tuệ này là hậu đắc trí Mà trên kinh Phật thường nói Cái gì gọi là hậu đắc trí Không gì không biết thế nhưng phía trước hậu đắc có căn bản căn bản trí là gì căn bản trí là tâm thanh tịnh bát nhã vô tri là căn bản trí không gì không biết là nó khởi tác dụng nó khởi tác dụng thì không gì không biết cho nên trước tiên phải tu tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là thật thanh tịnh không nhiễm một trần bạn phải buông bỏ tất cả ô nhiễm cho nên khởi tâm động niệm là ô nhiễm phân biệt là ô nhiễm nặng chấp trước là ô nhiễm nghiêm trọng có chấp trước thì thế gian này liền biến thành sáu cõi sáu cõi ba đường là do chấp trước biến hiện chúng ta đối với tất cả người sự vật không còn chấp trước có thể làm đến được tùy duyên vậy tốt Sáu cõi luân hồi không thấy Không còn nữa Không còn nữa thì bạn đi đến nơi nào Bạn đi đến Pháp giới bốn thánh Đừng đình cao Bốn thánh là thanh văn Duyên giác Bồ Tát Phật Cũng chính là trong tình độ đã nói Sáu cõi là phạm thánh đồng cư độ Pháp giới bốn thánh là phương tiện hữu dư độ Bạn được nâng cấp Bạn được nâng lên cao trong pháp giới bốn thánh còn có phân biệt còn có vọng tưởng phân biệt vọng tưởng đoạn rồi mười pháp giới không còn pháp giới bốn thánh cũng không còn cái gì xuất hiện vậy thật báo trang nghiêm độ xuất hiện bạn lại nâng lên thật báo trang nghiêm độ thông thường chúng ta gọi là pháp giới nhất chân thế nhưng trong đó còn có hiện tượng chính là hiện tượng tinh thần cùng vật chất đều có vì sao có hiện tượng vậy? Khởi tâm đồng niệm không có Tập khí của khởi tâm đồng niệm chưa đoạn Cho nên nó có hiện tượng Nếu tập khí đoạn rồi mà nói Thật báo độ không còn Xuất hiện cái gì? Xuất hiện thường tịch quan Đó chính là Tự tánh thanh tịnh viên binh thể hiện lộ ra Cho nên thường tịch quan tình độ lúc nào thấy được bạn thấy được Thể hội được Cảnh giới bát địa trở lên Chân thật khí nhập Đó là Phật quả cứu cánh Bồ Tát đẳng giác còn kém một chút Bồ Tát đẳng giác Vẫn còn một phần vô minh tập khí Sau khi Đoạn cái phần vô minh tập khí này rồi Không còn thấy thật báo độ Thường tịch quan tình độ xuất hiện Vậy mới là vĩnh hằng bất biến Những sự lý Tánh tướng Nhân quả này Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói rất rõ ràng thấu triệt Chúng ta tuy chưa khế nhập thường hay nghe Nghe được quen thuộc cũng vui không gì bằng. Ở trong ngũ thừa Phật pháp, chúng ta ở giai đoạn nào vậy? Chúng ta ở nhân thiên. Ở nhân thiên thừa trong cái giới hạn này, chúng ta cũng có thể được phần ít vui thú học tập. Đương nhiên quan trọng nhất, mà hiểu rõ cái đạo lý này bạn phải thật công phu Công phu làm thế nào? Buông bỏ Bạn có thể buông bỏ một phần Bạn liền chứng được một phần Một phần này là gì? Trí tuệ, đức năng, tướng hảo Bạn buông bỏ hai phần Bạn liền chứng được hai phần Bạn liền được thọ dụng Nếu bạn chấp trước không chịu buông bỏ Vì bạn chỉ dừng lại ở giai đoạn tri thức trí tuệ chưa hiện tiền không có được thọ dụng được thọ dụng rõ ràng nhất ít nhất là tướng mạo thay đổi vì sao vậy tướng tùy tâm chuyển tướng mạo thay đổi thị chất thay đổi vốn dị thị chất không khỏe nhiều bệnh đều thay đổi tướng tùy tâm chuyển trước tiên phải từ nơi cơ bản nhất chính là thân thể chúng ta chuyển biến từ thân thể sau đó hoàn cảnh đời sống chúng ta thay đổi cái hoàn cảnh này là trước từ hoàn cảnh nhỏ cư trụ dần dần mở rộng ra nó liền ảnh hưởng Tu chứng công phu ở nơi đây Liền thấy được hiệu quả Nó không phải là giả Là có thể chứng thực Những thứ này người ngoại quốc gọi là từ trường Ở nơi đây chân thật có nhiều người tu hành có đạo đức Từ trường của họ sẽ khác nhiều Bạn bước vào từ trường của họ Bạn sẽ tâm bình khí hòa Bạn sẽ sanh hoan hỷ Cảm thấy đó là một loại hưởng thụ Đó là lần đầu tôi 26 tuổi thân cận với Đại sư Chương Gia Sau khi bước vào trong cửa lớn của Ngài Liền cảm thấy khác thường Cho dù lão sư một câu nói cũng không nói Tôi ở nơi đó cũng cảm thụ được cái từ trường đó Loại hoan hỷ, an lành đó Sẽ có cảm giác Cho nên tâm lượng Không thể không mở rộng ra Mở rộng tâm lượng Tương ưng với tánh đức Liền có thể dung hợp Sau khi vừa dung hợp Tự nhiên Bốn loại tánh đức liền hiển lộ Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta học tập đến chỗ này A-di-đà-phật chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ A Gmail.com Diễn đọc Phật Tử Thiện Quang Nguyện cả thầy chúng sanh Đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật